cái mặt láo láo rồi. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Hả, con đi đâu đây? Dạ con chào cô. Ê, ê cô gì cô? Chào bạn. Chị đi đâu đây? Kêu cô quen rồi. Chào quý vị khán giả. Giờ đi đâu? Giờ vô thấy an tâm thì giờ con kêu vợ. Rồi ok, vô nha. Nó rần rần vậy. Ui, vô nhỏ ơi. Trời ơi, ai vậy? Cô, chào cô mình ơi. Chào. Ê, không phải chào cô. Chào cô chị. Rồi mời hai em ngồi. Trời ơi, che mặt là nhục quá. Cưới nhau lâu rồi mà tham gia vợ chồng son. Bữa nay mới thấy được cô dâu Đại Ngọc Trâm. Dạ. Chương trình này có hai loại son. Dạ. Son là có thể son từ 1 năm, 5 năm. Dạ. Nhưng mà còn cái son nữa là cho dù sống mấy chục năm đi chăng nữa thì hai vợ chồng lúc nào cũng dành cái tình cảm thiệt là son cho đó. Nhau. Son là gì nè, Trâm lúc nào nhìn chồng cũng vậy nè, say đắm á. Kiểu vậy đó, còn chồng lúc nào nhìn vợ cũng đó, đó thèm khát cái kiểu vậy. Dạ, quan quan nhìn thèm vợ quan khát. Say đắm coi. Nhìn coi. Thôi. Có thèm cái gì á chứ. À. Chưa bao giờ làm vậy hết cô, thiệt. Thôi nắm tay cái coi. Nắm tay đó, đó. Nắm tay thì có không? Nắm tay thì được, chứ dạ. Mà kêu nhìn thèm khác thì ghê. Dạ, lời nói đầu tiên cho đàng hoàng nha. Dạ, lời nói đầu tiên cho Hoàng Mèo gửi tới quý cô bác anh chị, quý khán giả đang xem đài truyền hình. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng. Dạ, xin chào cô Dân. Chị Dân. Dạ, anh Thuận nha, anh Thuận. Chị Dân với lại anh Quốc Thuận. Đó, nó vậy đó. Và toàn thể quý vị khán giả đang ở trong khán phòng. Mày xả đi Hoàng ơi. Đúng. Trời ơi, cô nói không được luôn. Mày Hoàng Mẹo như tuổi nè. Dạ. Thôi để giới thiệu được. Nó sinh năm 1979. Bằng tuổi anh Bin. Dạ, bằng tuổi với anh Bin. Cũng xin lỗi quý vị khán giả là tại sao mình với Hoàng Mèo cứ gọi nhau trên sóng truyền hình là tôi với bạn mày tao. Thì quý vị khán giả cũng thông cảm giùm. Tại vì hai đứa ở ngoài cũng khá là thân với nhau. Rồi bây giờ tới em đó Trâm. Lời đầu tiên cho phép Đại Ngọc Trâm gửi đến quý vị khán giả đang xem đài, quý vị khán giả tại trường quay, chị Hồng Vân và anh Bin lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, công việc em là gì? Vui lắm, nói tuổi ngại quá. Thôi nhỏ hơn Hoàng Mẹo nhiêu? 4 tuổi. Công việc hiện tại đó là Đại Ngọc Trâm là một người mẹ của hai em bé rất là tuyệt vời. Và công việc chính bây giờ là diễn viên và quản lý cho anh Hoàng Mẹo. Đúng không? Có đang học đạo diễn nữa cô. Rồi bây giờ nè, anh Bin. Không, thật sự đó, giờ đó. Mình là biết bạn với Trâm. Dạ em hiểu mà. Cái lần đầu gặp gỡ. Cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ như thế nào? Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bơ vơ. Thôi, đó là lúc anh Lập còn sống cô, cái làm một cô cái... nữa kìa. Khán giả ta nhắc. Làm một cái kịch Thông Điệp Xanh. Là nói về chặt phá cây rừng á thì em là đóng vai Lâm Tặc. Rồi xong cái bả được vé vô coi. Rồi sau này gặp bả mới nói vậy con. Cái này nhìn bố láo thiệt chứ. Mà bạn hồi đó là bạn cạo đầu đúng không? Cạo đầu, chọc, xong rồi để râu ria vậy đó. Kể rồi biết không nhớ gì. Thôi thôi đầu. Kể đi, thôi kể đi Trâm. Là vậy, ngày xưa em học trong trường á, hai diễn viên thì anh Trâm, anh Hữu Lộc á mới vô kiếm đào để diễn tấu hài. Vô nhóm mà ghét ông đó không ưa, tại cái mặt láo láo rồi cái kiểu cho trôi lúc cất kiểu cái câu hay nói á, phánh tướng. Ừ, kiểu vậy đó. Rồi xong sau này diễn một thời gian đó. Cái đi tới chăm ba diễn á, để cái tivi là chiếu là cái vở kịch đó là tình cờ lúc đó em mới nhớ là a thì ra thì có gặp ông này trước đó một năm rồi là không ưa rồi đã ghét rồi bây giờ vô nhóm diễn chung nữa rồi ghét nữa. Sao mà từ ghét mà thành để ý nhau và thương nhau? Ngày xưa lúc mới vô diễn nhóm anh Trâm á, ba mẹ của ông cũng lên phụ Nụ Cười Mới làm này làm kia. Thì thấy ông đối xử, cách đối xử với ba mẹ. Đối xử với ba mẹ thì rất là có hiếu, rất là lo cho ba mẹ chu đáo lắm. Thành thử ra từ đó rồi em cảm nhận lại là hình như là mình đánh giá về con người này bị sai rồi. Không có như mình nghĩ. Thôi xuống. Chúc mừng. Dạ. Rồi. Đó, rồi từ đó em mới thay đổi cách nhìn, thay đổi cái quan điểm của mình. Thử tìm hiểu ổng coi làm sao, thử tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều nữa coi làm sao. Thì khi nói chuyện nhiều thì thấy thì ổng cũng dễ thương, ổng được nhiều đồng nghiệp, nhiều anh chị em trong nghề quý lắm. Hoàng á, Hoàng gặp Trâm á, Hoàng có thích liền không? Gái đẹp mà cô thì đàn ông mới đầu nhìn cũng khoái khoái cô. Đó xong cũng đi diễn cái tiểu phẩm nụ hôn. Có hôn nhau nhưng mà cái hôn đó là chỉ là hôn theo kỹ thuật của cô để đây nè cô. Đó, thấy khán giả vỗ tay. Xong cái này không phải con đề nghị cho cô. Ấy đề nghị. Nếu mà bây giờ mình
bỏ tay ra mà mình hôn thiệt để mình coi cái cảm giác như sao được không anh? Ủi, phải liền đúng không? Nghe đề nghị phải liền đúng không? Chơi liền. Trời ơi, gái đẹp đề nghị mà. Làm gái khán giả vô tài quá trời luôn. Được bên gala bầu chọn là nụ hôn nóng bỏng nhất trong gala. Cái lúc mà trong nó khi mà rút cái tay ra hôn á, cái cảm giác của con đó là sao? Dạ nổi da gà cô. Đã đúng không? Dạ. Còn trong sao? Cảm giác trầm. Không, em thì bình thường không có cảm giác gì á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa giờ mới biết luôn hả? Thì về có cảm giác nhớ nhung chọc đạo trăm không? Thì cũng chưa đâu. Tại vì một đêm đâu phải diễn một suất đâu. Đúng. Nhiều rồi. Khi chạy 4 năm suất mà hung thiệt 4 năm lần luôn á. Thì lúc đó là sao? 12 lần. Hung 12 lần. Một đêm á, đêm tối. Thì mấy lần mà diễn ngay lễ tình nhân 14 tháng 2 rồi đó. Em thì trong lúc diễn thì em không có cảm nhận cái điều đó, em thấy rất là bình thường. Tại vì mình diễn mà, quan trọng là cái hiệu ứng khán giả vỗ tay càng nhiều là mày nghe. Em... Bạn nghe chưa Hoàng? Nghe rồi Thuận à. Sao tự nhiên mà hỏi rồi đi địch đốt nhà người ta vậy? Khùng quá. Ủa, à. Mà thiệt hả? Thiệt. Đến bao lâu thì Hoàng mới tỏ tình với đàn 100? Tới khi mà là ông ôm hôn em ngoài hồn rùa là lúc đó cái nụ hôn đó em mới cảm giác là nó có tình yêu. Nhưng mà trước đó là Hoàng nó cũng đã tỏ tình với em rồi đúng không? Dạ cũng có nhưng mà chỉ là nắm tay rồi đi chơi ngồi sau xe rồi ôm ổng thôi chứ không có một cái nụ hôn nào mà thực sự là làm cho em cảm thấy cái đó là tình yêu. Mà lúc đó mấy giờ? Cũng khuya, cũng phải 12 giờ mới một. Mà sao mà từ con gan như vậy con phóng vô lần hôn nhỏ. Cơ hội ngàn năm có một mà con. Mẹ vợ cũng bán cũng trễ đó cô. Tại vì cô cũng... Mẹ vợ thương lắm đúng không? Đi nhậu cô hồi đó mà sinh viên chở bà này về. Bà này lên lầu con ra con nói mà cặp kè. Cặp kè với mẹ. Cô Thảo, con là con nói cô rồi cô cứ yên tâm. Chăm đi diễn với lại anh Lộc với anh Long với con rồi cô cứ yên tâm không chuyện gì xảy ra đâu. Nếu mà có chuyện gì xảy ra con sẽ là người nói cô đầu tiên. Con cặp cô đi. Đó cho nên là sau đó thì miễn sao là đưa về nhà thôi rồi yên tâm rồi không bị sức mẻ sức đầu mẻ chán rồi là mẹ Thảo phải yên tâm liền đó cho nên là thừa cơ hội thì hung thôi. Hay Hoàng với Dâm, tôi hỏi thiệt này nha, hai bạn á hồi xưa là đi diễn chứ anh Trâm á, anh Hữu Lộc á đi diễn là không phải là diễn ở thành phố mà thường xuyên đi show tỉnh đúng không? Rồi lúc đó hai đứa có khi nào mà ở chung phòng với nhau không? Có anh Trâm thì anh cho ở một cái phòng, gái thì ở phòng riêng. Còn ba anh em là ở nhưng mà riêng. Hai bạn có đi chung với nhau đi xa không á? Mệt lắm này, nó rà nhiều đi lắm. Xa đó, đi xa đó là quá sớm cái gì ý nó là hỏi những cái chuyện riêng á, tự phòng riêng hả? Trời dạ cô ai cũng nghĩ cũng như ổng cái gì á. Nó nghe nè Hoàng với Trâm, cái lần đầu tiên á, lần tiên sao nó sao cái bị đặt rà ở tỉnh là không có chuyện đó rồi đó. Không thể được là bởi vì thứ nhất là chị đi diễn rồi đi du lịch xa, du lịch xa dĩ nhiên cũng làm gì làm chứ ông nặng hơn. Hai bạn cái đêm đầu tiên đến với nhau như thế nào? Trời tự nhiên trời ơi tự nhiên vô xấu bỏ ngạch gì với ông nội hãy lo cho tấm cái đó không thích mới là lạ đó. Rồi sao cái đêm đó có lãng mạn không? Cũng ok. Nói chung là cả hai đều biết hết đó cô. Là tự nguyện luôn đúng không? Là tự nguyện. Hai đứa tự dụ nhau. Đó, tự dụ nhau. Được ở Sài Gòn đúng không? Ở Sài Gòn. Chứ không lẽ ở đâu? Mà buổi sáng không? Không ai làm chuyện đó buổi sáng hết đó bạn. Cái đứa thứ gì lập tệ cái gì là buổi sáng hả? Buổi sáng. Đó. Bà hay quá. Không ai dụ ai nhưng mà không? Nhưng mà biết có một thời điểm mà hai đứa giận nhau nè. Đúng dạ, không? Dạ. Thời điểm giận nhau mà hơi bị dài luôn. Dạ đúng rồi, giận nhau gần một năm luôn. Trước khi cưới, đợt đó em chia tay xong là em xin nghỉ nhóm chung luôn. Không làm nữa, tại sợ mà không làm nữa dính nữa. Chứ là không muốn gặp mặt dạ. Đúng không? Dạ. Cái khoảng gần năm sau cái anh Trâm điện thoại, anh Trâm kêu thôi Trâm ơi giúp anh đi, anh thiếu đạo quá, giúp anh đi cái tour tỉnh đợt này. Là đi nguyên một dính dọc. Lại. Dính lại. Ê Hoàng, cái thời gian đó bạn sao? Không có thằng đàn ông nào mà chia tay mà vui cười hớn hở. Phải lúc đó buồn chứ. Không, lúc đó bạn cảm nghĩ như thế nào khi mất Trâm? Thì buồn. Cô con mà buồn, con không bao giờ tìm cái rượu bia hết. Con mà buồn là con chỉ có nghe nhạc, đi mua phim về nhà coi. Con đi mua phim về mà nói bà này, bà nói là sau này khi mà mày chết đi á thì tao không cần bỏ trà trấu cái gì mà để ám mùi con, hiểu không? Tao chỉ cần nhét hết tất cả phim vô là bảo đảm cái mùi của trong cái phim á là ám hết mùi đó luôn, là chèn hòm đó là mày yên tâm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mà chia tay? Đơn giản cô, nói chung là con biết ức chế chuyện gì. Trời ơi đơn giản, chia tay đơn giản thì tôi bị khùng mà chia tay đơn giản. Tức nước dở bờ lại chuyện gì nào cô? Diễn xong về,
ghé vô ăn. Không mà kêu một cái lẩu, bà này mới thèm là heo quay. Trễ rồi, khuya mà trời mưa nữa cô. Thì con mới chợt nhớ là có một cái tiệm heo quay đậu nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, ngay cái cầu đó cô. Người ta nói xong cái xa lắm. Là trên trời mưa là con đi tới đó mua mua sống, lòng hứng nở về. Về tới nơi mặt chầu ụ, con không biết hiểu tại sao. Xong rồi bắt đầu nói thôi tôi anh chia tay đi, tôi muốn mệt mỏi quá rồi, anh con người anh nó kỳ cục quá. Nghe lời hết rồi xong rồi chia tay. Ủa, sao hiểu? Tại vì ổng không hiểu ý em. Mà em không có muốn ổng đi, mưa gió nguy hiểm nữa mà thôi, họ thèm bữa nay không ăn được thì mai ăn được, mà nhất quyết phải đi cho bằng được. Lẫy mà. Đó, giống như là mua đóng heo quay về dặn vô trong mặt. Ê mà cái đó không có nha, cái đó con cô cái đó là con thật sự là muốn cho bà ăn. Bà là thèm mấy món mà heo quay kho với lại cải chua. Lúc mà con quen bà là con cũng hay thường làm món đó cho bà ăn. Bây giờ cưới nhau rồi có hai mặt con là con hết làm rồi. Có một cái miếng heo quay mà cái là hai đứa không hiểu nhau. Thật mà ra là trước đó có nhiều chuyện rồi. Chàng ly á cô, rồi xong rồi. Tại sao ông này không hiểu mình, không nghe lời mình, ông cứ làm sao đâu á. Nói chung là bây giờ hai bạn là quá hạnh phúc rồi, có trai có gái đầy đủ. Bây giờ ở với nhau cũng đã mấy năm? Cưới 10 năm, quen 6 năm. Trâm, bây giờ cái tật xấu của bạn này á, nhiều không Trâm? Nhiều lắm, Bin ơi. Lúc yêu đẹp lắm, lãng dạ, mạn đúng rồi. Đẹp, đẹp lãng mạn lắm. Về không hiểu sao mà nằm kế bên là ban đêm ngáy mà ngáy. Banh phòng luôn, ngáy không ai ngủ. Banh vào lòng nóc chợ luôn. Dạ. Bây giờ còn ngáy không? Còn một cái tật xấu rất là kinh dị luôn. Mà em không biết là tất cả những người đàn ông khác có hay không nha. Ngồi trong toilet một lần một tiếng mấy đồng hồ. Cái đó xấu đó. Mỗi lần ngồi xong đi ra em hỏi, ê mày làm như mày thích cái mùi toilet lắm không? Thích ngửi mùi lắm không? Mày mối rồi chiết xuất ra thành dầu thơm cho mày xịt nha. Mà sao kêu mày tao vậy? Ở nhà tụi em hay chọc đó. Bình thường kêu mày tao giỡn thì được nha, mà gây lộn mà mày tao là không yên với em đâu. Có nghĩa là giống vợ chồng đậu á, dễ thương. Ông ê mà ông ngồi toilet ông làm gì, ông ngồi một tiếng trong vậy? Hồi trước là đọc báo cô. Còn giờ lướt Facebook. Sau này là Facebook. Độ khoảng năm hay năm nay thì không phải là Facebook nữa mà là chơi điện tử. Ngồi mà đến nỗi mà em trễ giờ quay luôn á, tại giọng. Chẳng hạn nói trễ giờ quay rồi. Không, ngồi im thì con có biết đâu, con cũng ngồi im luôn. Có thêm cái tật nữa nè, thầy hay chối á. Hay cãi, nói cái gì ra là phải cãi cho mình đúng thì thôi. Hay lắm. Không phải cô, tại vì có những cái mà không phải. Thật ra đâu phải là mình sai hết đâu cô hiểu không? Khi mà bà nói về cái chuyện đó là con sai đó. Nhưng mà để xảy ra cái chuyện đó thì trước đó là tại vì bạn vậy nè, cho nên tôi mới bị vậy chứ đâu phải là tại gì đâu. Cũng thấy là ông hay cãi thiệt. Có thì có, thì có là có rồi đúng không? Rồi, có, hay cãi. Nó nhận nó cũng cãi đó. Có, tại vì tao có vậy đó. Không, Hoàng nó nổi tiếng là ăn mặc rất là chất, rất là sạch sẽ đúng không? Cho nên ở nhà anh ấy rất là ngăn nắp đúng không? Không hề, không hề. Trời ơi, ở nhà là bài kinh khủng luôn nha. Thay cái quần cái áo nhiều khi em để cái sọt sẵn ở đó là chỉ có thay xong rồi quăng vô cái sọt thôi. Mà vẫn quăng ra ngoài đường. Nó rớt ra ngoài. Quăng ra ngoài đường. Cãi nữa. Đậu xa nó vậy rồi. Thì nó là đó, cho nó là thôi để lát nữa rồi mình có đi toilet về mình đi ngang qua cái cửa lụm lên, tại nó nằm ngay cái cửa thì mình lấy mình bỏ vô. Mình vừa quăng cái thì nó rớt ra ngoài, xong rồi bỏ lên ngay trường hợp. Thôi không hề ha. Trời ơi, nhiều bữa đi làm tới tối khuya em về luôn em vẫn thấy cái quần cái áo nằm ở vậy đó. Tại vì nó không vô toilet đó. Nhiều khi ăn uống hay là làm cái gì dơ lấy khăn giấy lau tay lau mặt rồi xong thả tại chỗ luôn, không dục vô thùng rác. Hay hỏi nữa, cái gì cũng hỏi á. Tại vì có những cái mà đơn giản nó cũng hỏi nữa. Hay hỏi ở đây nó là vậy nè cô. Tại vì không bao giờ mà con làm mà bả sẽ đồng ý là chỗ đó là ok. Cho nên là con lương trước vụ đó, con hiểu không? Con phải hỏi. Đơn giản cô còn nói chuyện ngày hôm qua dọn nhà. Về cái kệ với lại cái tủ lạnh em hả? Tủ lạnh, tủ đựng quần áo. Tủ đựng quần áo ra. Ông khiêng năm cái cục này để qua bên chỗ cái tủ lạnh với lại cái kệ mà đựng thuốc cho tôi, để bên đây đi. Kỳ lắm á, cái đó nó không vô luôn. Tuy vậy ngay tầm nhìn mình coi tivi sao tự nhiên thấy nguyên đống đồ vậy? Để qua đi. Bà chị vợ ngồi kế bên. Chăm cái đó. Chị thấy kỳ lắm á, nó không được đâu, không có được. Dọn qua đi. Ok, rồi xong. Dọn năm cục qua. Xong cái tự nhiên bà đứng giống như đứng giờ. Thôi dọn lại đi. Mà chính vì như vậy, cô hiểu không? Chính vì như vậy, cứ mỗi lần làm bất cứ một cái chuyện gì trong gia đình là phải hỏi. Phải hỏi, ừ. Rồi sẵn vậy con kể luôn đi. Còn có cái tật xấu gì hả? Còn cái tật gì nữa, ngoài cái tật đó. Lì cô. Lì. Rất lì. Có nghĩa là, ví dụ như mình giận thì mình đã là vợ chồng, mình yêu nhau tới nước này rồi. Hai đứa con rồi, giận xong cái cho anh xin lỗi nha, im. Tối ngủ ôm, tại người ta nói ôm là sẽ giải quyết. Ôm gồng. Không thọt vô được luôn á, đúng không? Không thọt vô được luôn cô. Đúng rồi, giờ này kỳ quá. Không nói chuyện. Qua ngày hôm sau nói chuyện. Nhắn tin, con không trả lời luôn. Thế là nhắn tin lại. Đã chán nhau rồi, thôi thì mình giải thoát cho nhau đi.
Đâu có con nhắc lại cái gì vậy? Tôi nói với nó là ngày xưa lúc tôi quen ông, tôi yêu ông, mỗi lần tôi làm gì sai á là ông hay cũng như là lúc đó mình hay gọi là mình lì mặt, mình nói anh xin lỗi em vậy chị trai mặt trai á, trai mặt liên lạc nào được. Giờ con thấy càng nhắn hình như là bả càng nói lại, mà chính vì cái nào càng nói lại thì sẽ con nghĩ là cảm giác nó sẽ cách xa nặng nề hơn. Chẳng hay giờ mình im lặng bình tĩnh lại nói chuyện, đúng không? Đúng chưa? Cái tật bệnh cô hay chia sẻ những điều buồn phiền lên Facebook. Bạn con đây là cô dám bảo đảm luôn, bạn con chắc chắn biết mình buồn thì chẳng hạn như là mình ghi một cái chữ gì đó nó ok, hôm nay tôi buồn, tại sao trên đời đối xử tôi như vậy là ok rồi. Không, con này buồn rất ngộ, buồn mà vẫn phải lên mạng kiếm một cái hình để nó phù hợp. Phù hợp với nỗi buồn nhưng bạn rảnh. Ủa vậy là sao ta? Ủa vậy là buồn hay là không buồn, hay là buồn có nội dung hay là buồn gì? Tôi muốn đi đâu đó thật xa, cái là có một cái hình, con đường có một con đường xa, cứ có một người đeo cái ba lô quẩy mà đứng xa thiệt xa, mà cách tìm cũng vững lắm. Thôi nói mà cái thời gian mà tìm mấy tấm hình đó là hết buồn, bớt buồn rồi. Thì là bớt buồn rồi mà vẫn để một cái ta tết buồn. Diễn viên mà, thì mỗi lần bà này buồn là đây ông này là vô nhắn tin nhị mày thôi bà Liên vợ bạn không. Ủa gì vậy anh, sao để chuyện đó? Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, chị Phượng. Ê mày, mày đừng làm như vậy, có một con vợ mà như con Trâm là khó lắm nha. Chị nữa. Ủa chứ, giống như là em xin lỗi chết mẹ, mày làm gì vậy trời? Mong muốn một điều thay đổi duy nhất. Con mong là Trâm thay đổi cái gì? Bà này chỉ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa. Tại vì bà ấy suy nghĩ là tôi sinh ra trong cõi, trên cõi đời này là tôi sai, số tôi là số sinh ra là không đúng, tôi mang lại cái xui xẻo cho ông, cho nên là tôi cảm giác như tôi là người có lỗi với ông. Trời đất, đó sao là... tiêu cực dữ vậy? Dạ sao cố thiệt mà cố. Bà đã từng nói là bà nghĩ tới chuyện tự tử luôn á. Dạ cả nghĩ quá đó. Không, theo mình nghĩ thì có khi nào Trâm đang rơi vào cái trường hợp trong cái giai đoạn là bị nó gần như là trầm cảm. Mới đây thôi là trước đó nhiều lắm rồi cô. Bao lâu? Lâu lắm đó cô. Ngay cả lúc mà mang thai đứa thứ nhất cũng vậy. Sau đó tất cả những công việc làm ăn thì bà cứ cảm giác như nó không được trôi chảy. Thì bà cứ nghĩ là tại vì bà làm cái gì cũng sai. Bao bỏ giờ cái tư tưởng nó đi. Đúng rồi. Tại vì phải bôi, phải xóa, phải delete ngay và liền. Em cũng đang cố gắng làm cái điều đó. Ủa Trâm, rồi Trâm có muốn Hoàng thay đổi gì không? Không, con giờ hoàn thiện rồi. Không, mới gần đây thôi. Cách đây chừng khoảng gần năm á, đỡ được chút, chứ trước đây là cũng còn vô tư vô tâm đó. Bây giờ ở trong nhà của hai đứa, đứa nào là trụ cột? Quán Xuyến là trụ cột đúng không? Đó. Thì con là trụ cột của gia đình, trách nhiệm con gánh nó nặng lắm. Trong đó là có hai đứa con, rồi có một chồng mà tính tình rất là vui vẻ, rất là vô tư, có nhiều khi nó vô tư nữa. Thì sao trong cuộc đời có những cái lúc nó không đúng ý mình, thì thành ra là nó gần như nó không phải trầm cảm mà nó bị gì nè, nó bị hơi bất đắc chí một chút xíu. Đó là những cái suy nghĩ mà của rất nhiều người, chứ không phải một mình Trâm suy nghĩ đâu. Con gạt bỏ cái đó đi, tại vì con càng nghĩ cái đó thì con sẽ càng bị áp lực. Đúng rồi, nhiều người bị lắm. Chỉ có điều người ta nói ra hay không nói ra, mình biết hay không biết thôi, chứ ai cũng bị hết trơn rồi đó. Chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc và sẽ có thật nhiều điều may mắn đến với gia đình của hai bạn. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em là Phạm Tiến Công, hiện nay 31 tuổi. Công việc hiện nay em đang làm đó là giáo viên. Thế còn em? Em tên là Ngọc Bích ạ. Em 28 tuổi. Dạ em cũng là giáo viên. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau trong một môi trường sư phạm. Dạ không, bọn em công tác ở hai cơ quan khác nhau anh. Công nhận tôi đoán đúng. Thế thì hai bạn lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Bọn em là quen nhau qua Facebook. Mấy năm rồi? Dạ 4 năm, là bọn em là có một người bạn chung trên Facebook. Thì bạn ấy có viết về một vấn đề, anh ấy cũng có bình luận, em cũng bình luận, nhưng mà ý kiến của bọn em nó trái chiều. Dạ, nó không có đồng nhất, cho nên là cãi nhau trên tường nhà bạn thì bất lịch sự. Cho nên là bọn em mới kết bạn với nhau và tranh luận tiếp. Nghĩa là tranh luận nhau. Dạ. Rồi cuối cùng ai thắng không? Hiện giờ thì vẫn bất phân thắng bại. Ủa nhưng mà nếu mà tranh luận như vậy thì sao mà yêu nhau được ta? Sau đó anh ấy hẹn cà phê. Hẹn rất nhiều lần nhưng mà em không đi lần nào cả. Vậy hả? Hẹn chắc phải 10 lần. Nếu như lần thứ 10 cổ mới chịu đi hả? Dạ. Chưa, vẫn chưa chịu đi. Đến lần mấy thì cổ mới đi? Dạ không có lần nào đi hết. Ủa cuối cùng sao? Tụi em lại gặp mặt theo trong cái trường hợp khác. Trường hợp gì? Lần đó thì ảnh đi xuống Bình Dương nhà em công tác,
Thì anh ấy nói là thôi bây giờ anh tới gần nhà em rồi thì cái lần đó anh đến nhà em thì là anh xin phép ba mẹ em tìm hiểu luôn. Rồi anh trước khi yêu em anh có người yêu chưa? Mấy cô luôn. Rồi lúc đó em yêu bạn này thì bỏ mấy cô kia chưa? Em có bỏ không hay là bắt cá ba bốn tay luôn để chọn lựa? Tức là trong cái thời gian mà hai vợ chồng em quen nhau á thì cái chuyện của em với một số cô ngày trước á thì một số cô xong xuôi rồi. Là xong xuôi rồi phải không? Là xong xuôi rồi. Nếu vậy thì suôn sẻ có cái vấn đề gì đâu. Dạ. Có gì khó khăn không? Ảnh thì không còn vấn đề nhưng mà mấy chị kia thì còn vấn đề. Mấy chị kia còn vấn đề. Dạ, quen vài cô vậy đó. Nhưng mà có khi nào em bị mấy chị kia tiếp cận để mà làm phiền em không? Sau đó thì bọn em dạm ngõ xong á thì có một lần em đến thăm anh này. Đến đó thì gặp luôn cái chị người yêu cũ kia cũng đến thăm luôn. Một chị mấy chị? Dạ một chị. Rồi chạm mặt sao? Trời xong em nghe tiếng khóc rồi tiếng gào thét rồi nhiều lắm. Xong rồi em đi về. Chị kia thì làm gì mà gào thét? Lúc ấy thì em cũng đã nói lời là chấm dứt. Chấm dứt rồi nhưng mà cô vẫn yêu cầu em là muốn em quay lại đúng không? Cho nên mới có cái chuyện gào thét, khóc lóc đúng không? Rồi lúc đó em trả lời với cô đó như thế nào? Vẫn dứt dạt luôn hay là em lại quyến luyến? Không, cái vấn đề quyến luyến thì em không có. Là không đúng không? Rồi sau lần đó cô còn làm phiền vợ chồng em nữa không? Dạ không có phiền anh này. Chuyển qua phiền em. Chị ở đó liên lạc với em thì Facebook này, gửi mail, nhắn tin rồi gửi hình kể chuyện ngày xưa thắm thiết. Chị nói là đó anh chị rất là yêu nhau. Em nói chung là người đến sau thôi nên là em nên giống như là tự rút lui á. Có nghĩa là chị yêu cầu em rút lui để mà nhường lại người chồng của em cho chị, rồi em trả lời sao? Quyền quyết định là của anh này. Em không làm gì cả. Sau đó bọn em vẫn cưới nhưng mà chị đó vẫn như vậy á. Vẫn ghen cho tới bây giờ luôn. Cho tới bao lâu? Dạ không, sau cưới chắc cũng khoảng cả năm á. Bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? 3 năm mà chị. 3 năm có nghĩa là 1 năm sau hôn nhân mới thoát. Vẫn bị cổ làm phiền. Dạ, giống như là chị đó không muốn rồi chứ nếu chị muốn thì lúc nào chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em. Không có biết cái không đó. Biết chị, tại em không có biết. Em làm cú knock out như thế nào mà để dứt điểm? Thì bắt đầu là chị liên lạc với em rất nhiều nhưng mà không thấy em phản ứng gì. Thì chị bắt đầu là chị chuyển hướng sang anh này thì em cảm thấy là không được rồi. Phải giải quyết. Trong cái một cái năm đó thì em quan sát chồng coi là chồng có cái biểu hiện gì là lung lay hay không. Đúng. Nên em thấy chồng em không có vấn đề gì không cả. Không vấn đề gì. Rồi vấn đề là của chị đó thôi. Rồi xong em giải quyết thì sao? Thì ban đầu là rất là giận dữ rồi chuyển sang bực bội nhưng mà sau đó em lại nghĩ như thế này nè, thật ra không phải chỉ có chị đó mệt, em mệt, anh này cũng mệt, không ai hạnh phúc cả. Rồi sau em lại thấy là chị đó lớn tuổi hơn em nữa. Yêu anh này mấy năm rồi chia tay, em cảm giác giống như chị bỏ lỡ thanh xuân á. Thì em cảm thấy đứng ở cương vị là cùng là phụ nữ á, em cảm thấy như vậy là nó không xứng đáng. Sau đó là để giải quyết chuyện này thì em viết một cái gọi là giống như tâm thư á anh. Em đồng ý với chị là anh chị có một cái thời yêu nhau sôi nổi say mê mà em không có. Đó, nhưng mà em nói là cái sự lựa chọn của duyên phận đó, nó không phải là do mình muốn hay mình cưỡng cầu là có được. Sau đó em gửi cho chị đó có một cái bài thơ á chị, không phải của em nhớ trên mạng thôi. Là đưa người yêu đi ngang nhà người yêu cũ á, trong cơn mưa ban trưa bỗng thấy lòng mình ướt thành hai nửa, nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa. Thật ra anh cũng rất khó, anh cảm thấy khó với em mà cũng khó với cái chị ấy. Nói tóm lại là có một cái câu chốt hạ gì để mà sau thì biết bỏ. Là cái câu gì tâm thơ đó. Em nói là thanh xuân là cái quý giá nhất của người con gái ạ. Cho nên là không thể vì ai khác, dù là người mình yêu nhất đi chăng nữa cũng có thể phí hoài ạ. Để hy sinh cái thanh xuân của mình đúng không ạ? Trong cái thời gian đó thì Công biết rằng là vợ mình rất là buồn và thậm chí có thể gọi là stress không? Stress. Em biết là vợ mình có thai nữa chị, tội lắm. Có thai nữa hả? Dạ thấy tội nghiệp lắm. Vợ em có tính muốn giữ kín trong lòng. Ngay cả sau này em biết là từ lúc sống với ba mẹ cũng vậy, nhiều khi là có những cái chuyện gì đều ngồi trong một chỗ rồi trong cái phòng đó để tự giải quyết. Thế em cũng biết như vậy thì em hỏi thì vợ em không có nói. Cái thời gian đấy thì vợ em lại có thai nữa thì mình rất là lo, từ cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng đến thai nhi thì em sẽ làm mọi cách để làm cô ấy vui, như là làm việc nhà rồi chăm sóc cho vợ. Rồi đi làm thì sáng đi chiều về. Mặc dù cái quãng đường em đi khoảng một ngày là mất 3 tiếng. Nói chung đó là về tinh thần. Còn ở đây là anh Vinh muốn hỏi em là em có làm một cái động tác gì tác động đến cái cô kia để mà cô kia cổ buông không? Bắt đầu kể từ cái lúc đấy thì không có liên lạc, không có cách để liên lạc nữa nên em cũng không có cái động thái nào tới cái nói chung là chỉ có cái động thái gọi là san sẻ với vợ. Em quy định như vậy ạ. Anh ấy không có mối cái liên hệ gì với người đó là được. Từ em giải quyết. Anh làm như vậy là tốt rồi đó. Không làm gì với cái chị kia là tốt rồi. Tự bản thân em là giải quyết tâm thơ xong, bài thơ nữa là cô ấy. Em thấy sau khi em gửi cái bức tâm thơ đó xong thì nói là tâm thơ nhưng thật ra giống chia sẻ vậy đó. Thì sau đó chị đó không có làm phiền. Không có làm phiền coi như thì là 2 năm nay yên ổn rồi. Em bé được mấy tuổi? Dạ 2 tuổi luôn anh. Rồi có nghĩa bây giờ là tụi em có muốn là qua cái chuyện này tụi em có một cái gì đó muốn ở nhau, ví dụ như muốn chồng nên thay đổi như thế nào, hoặc là chồng muốn vợ phải thay đổi ra làm sao để cái cuộc hôn nhân này bền vững hơn nữa. Thật ra là bọn em tham gia chương trình này á là vì
chồng em là một người tương đối kỷ luật á, ít có hành động lãng mạn lắm. Kỷ niệm năm ngày cưới không thấy gì, hai năm ngày cưới cũng không thấy gì. Năm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì em mới bày ra để cho nó có một cái sự kiện đặc biệt. Cho nên là bọn em quyết định tham gia cái chương trình này. Với lại là họ hàng anh còn ngoài quê ạ. Bọn em cũng có con nhỏ thì cũng chưa có dịp về thăm ông bà rồi họ hàng. Thì giống như tham gia chương trình thì mọi người có thể nhìn thấy bọn em. Thấy cuộc sống của tụi em hạnh phúc như vậy. Dạ, nghĩa là bọn em đã rất cố gắng để có thể cùng nhau. Người ta nói 3 năm đầu hôn nhân là khó khăn nhất. Thì bọn em có thể cùng nhau đi qua được thì hy vọng là nhiều năm về sau nữa thì bọn em cũng có thể ở bên nhau giống như vậy ạ. Rồi đó là hai cái lý do tụi em tham gia. Nhưng bây giờ chị đang muốn nói là trong cuộc sống hôn nhân của tụi em á, em có muốn chồng em thay đổi gì không hay là giữ y nguyên con người vậy? Nên chăm chỉ nói những lời dịu dàng với vợ hơn. Vậy thôi gì? Được. Còn em có bây giờ thay đổi được hay không? Bắt đầu từ bây giờ. Chắc chắn là được ạ. Chắc chắn được. Rồi. Mọi người làm chứng nha. Chắc chắn là được. Rồi còn em muốn vợ em thay đổi gì? Em muốn vợ mình thay đổi gì không? Phải chăm chỉ hơn một chút. Một cái chăm chỉ thôi đúng không? Phải đâu chị. Nhà em có phân công công việc, việc nhẹ, sạch sẽ, đơn giản em làm. Rồi. Việc nặng phức tạp. Bây giờ là biết hết. Bây giờ không có cái gì mà phải biện hộ nữa. Chồng yêu cầu vợ chăm chỉ hơn là cứ biết là mình phải chăm chỉ hơn. Được. Còn chồng là làm ơn làm phước là nói những lời ngọt ngào hơn đó. Chị nghĩ là hai người sẽ làm được. Quá đơn giản mà đúng không? Anh thấy là đơn giản mà đúng không? Đâu bây giờ em chúc họ hạnh phúc đi. Coi như là nhân ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Thôi thì anh chúc hai em không phải là 3 năm, 100 năm hạnh phúc. Cái gì dữ vậy ông nội? Nghe. Và mau chóng có một tin vui nữa để cho con của mình có em để mà nó bồng bế và chơi đùa với nhau. Nha. Chúc gia đình lúc nào cũng sung túc vui vẻ. Cảm ơn hai. Vợ chồng rất là đẹp đôi chị ơi. Đấy. Người quen của chị. Con rể tôi. Dạ. Yeah. Con rể út của tôi. Rồi mời hai em. Dạ, em xin được chào anh Hồng Thuận. Em được chào không sao. Dạ. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai. Mẹ Mai Hường Dân. Dạ. Em là Phạm Anh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Ủa nhưng mà là sao con rung dữ vậy? Con không có việc gì con phải rung hết trơn á, con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Ủa nhưng mà cái đợt mà em đóng gạo nếp gạo tẻ là em phải bay vào trong này em đóng đúng không? Đúng rồi. Bay về Hà Nội. Dạ. À. Lúc đó thì em còn song song em còn quay phim Cả một đời ân oán nữa, tức là lúc đó em song song quay hai phim cùng lúc. Cả một đời ân oán luôn cái lúc đó đó. Rồi, cực khác, em. Hai năm trời. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Phận ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, em quê ở Lai Châu ạ. Lai Châu. Và hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Con cứ việc gọi cô bằng cô cho giống chồng đi, coi như gái có theo chồng. Đó. Con muốn gọi chú Thuận cũng được, anh Thuận cũng được. Không sao cả, nghe. Gọi sao chú cũng nhận hết á. Đó. Quỳnh là nhiêu? 21 tuổi. 21 tuổi ạ. Bé này là 33 tuổi. Chà, lớn nhau sắp sắp có hai con giáp, có một con giáp. Có một con giáp thôi. Sắp sắp có một con giáp rồi. Đã chính xác thì là 32 tuổi ạ. Nếu tính tuổi mụn là 33. Là 11 tuổi ạ. Nhưng mà có 11 thôi, đúng không? Xít một con giáp. Thì đó sắp sắp một con giáp đó. Thôi cứ nhận đại đi con, vấn đề gì. Không sao cả. Miễn sao mà coi như là hợp nhau. Nhưng mà Tuấn nó trẻ. Trẻ quá. Tuấn trẻ lắm. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Em đoán đó chị. Sao con nói quen trong đoàn phim, nghĩa là Tuấn nó đi quay phim, bé này là lúc đó là chỉ mới có trợ lý make up thôi, và ổng đang ngồi make up thì thấy con bé trợ lý dễ thương quá, và lúc đang quay thì con bé này ra dặm mặt dặm phấn thấm mồ hôi, thế là bắt gặp ánh mắt và tia lửa điện xẹt 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 và thích nhau và cua nhau và quen nhau luôn, đúng không? Tụi con chỉ cần nói đúng hay sai thôi, đúng không? Không đúng ạ. Đấy, em coi như em bị tước bằng. Mới được có cái bằng cầm trong tay là chưa được nóng thì là anh bị giật lợi rồi. Lấy bằng lại luôn à? Lấy lợi luôn. Lâu sau bây giờ hai đứa quen nhau, kể cho anh nghe đi. Cơ duyên nào gặp nhau? Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm cùng chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, bạn rất là cao, và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc không, đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi, make up mặt nó rất đẹp xuất sắc, tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ.
Đấy đó. Ừ. Thì là con đầu tiên là con cảm con thấy vừa là thấy là con thấy sung sướng đúng không? Đẹp này. Chưa nữa nè. Ánh mắt của bạn ánh mắt lúc nhìn vô đó thì là nhìn rất là hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà lúc mà make up cho con thấy phê không? Khi mà cái tay bắt đầu. Lúc đấy chưa phê lắm. Nhưng mà chỉ cảm thấy là đã có một cái gì đấy mình có một chút cảm tình từ ánh mắt rồi. Tại vì cái lúc mà mình make up mình đưa mặt ta đó là cái người make up đó là sẽ nằm ở trên nè và hai mắt là sẽ chạm nhau, bốn mắt chạm nhau. Không không phải trên dưới mà ngang. Đẹp lắm đúng không? Đẹp. Đó. Lúc đó là còn xíu sắn rồi cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết đến anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Có không Quỳnh? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Thực ra là lại còn như thế này đó, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà về sau con biết là không phải. Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng là chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một đoạn ngoài án đúng không? Là nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Nhưng mà lúc mà nói chuyện thì thấy là ôi em hâm mộ anh lắm. Em gọi là thần tượng anh lắm. Big fan đúng rồi, big fan của phim nào của anh không xem. Hóa ra là xem một vài phân đoạn của một phim. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó vào nó gặp anh nó nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Không nhưng mà con thì sao lúc mà con make up cho anh á? Rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy ạ. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Không nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt á, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Nhưng là cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Là đó, chủ động liên lạc liền. Rủ đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy con đi chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng mất thích đi một chút. Cô ấy, cô người ta mới 21 tuổi mà. Rồi, lúc đó là mới 20 đúng không? Đâu, lúc đó là cách đây mấy năm rồi? 20 vừa bước đúng không? Chuẩn bị bước qua 20, lúc đấy là nếu mà chính xác là còn là mới 19 á. 19 mấy? Gần bước qua 20. Ủa thế lúc đó là con chưa có bồ luôn ấy? Vâng. Thì lúc đó là con chưa có bồ luôn. Chưa có bồ luôn? Thế là gặp bạn này luôn? Dạ. Bạn này mối tình đầu luôn không? À không, tức là cái khoảng thời gian mà thời gian đến với cả bạn ấy thì là... Là Quyên đang tự do? Đúng rồi, đang tự do. Là lúc đó mình đang quay phim đó hả con hay sao? Là con quay xong rồi. Đã quay xong cái gạo nếp rồi. Dạ vâng. Ủa nhưng mà Tuấn, ngày hôm đó cô mặc đồ sao mà Tuấn lại hôm đấy là còn bớt cái hứng thú? Mùa đông ạ. Em nhớ là hồi đó là tháng 11. 12. Cuối tháng 11, gần đầu tháng 12. Đông rồi, đông rồi. Vâng, thì nói chung ăn mặc rất là kín đáo và make up thì cũng... Không make luôn ý. Hình như còn không make up luôn rồi. Thì tức là đi chơi rất là kiểu... bạn ấy cũng thoải mái tự nhiên, tức là được một cái là em cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện. Khi mà mỗi lần gặp nhau thì rất là đời thường, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái bữa đó là Tuấn đến đón cổ hay là dạ, hẹn nhau? Lúc đó em đến đón. Có gặp phụ huynh không? Dạ không ạ. Tại vì là lúc đó là vợ em thì quê ở tận Lai Châu nữa. Tức là rất là xa. Ở trên này ở nhà thuê đúng không? Dạ vâng đúng ạ. Bạn ấy ở nhà trọ. Thì vợ em đấy thì đi xem phim rồi về thì cũng đi ăn. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn nghiêm, rất là trong sáng, tức là nghiêm túc và trong rất sáng, nghiêm túc kín trong cổng sáng. Cao tường. Dạ. Tháng 11, gần tháng 12 rồi mà hở hang nào được, tại vì viêm họng có chết mình phổi nữa đấy. Rồi sao rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì
em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Ồ. Thì mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi, hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Oh. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Ừ. Là trong sáng rất là trong sáng ạ. À. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn là ôi sao trong không, trong đầu mặc, mình vợ em mình có mặc áo khoác mà. Không, áo khoác nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong. Tức là đồ ngủ đấy. Nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Ừ. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này. Sao lại mẩy nhở? Nó mẩy. Mẩy. Ừ, tiếng Bắc á, mẩy là nó hấp dẫn á. Mẩy. Nhìn nó là hấp dẫn á. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng... Rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu... mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Ừ. Rồi là ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, dạ. Cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều. Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Thế là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, còn, sau đấy là em có phải đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó chắc Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Không. Rồi hôm đó nó quay qua đêm không hay là quay đến mấy giờ? Con quay đến muộn, đến 11 rưỡi 12 giờ. Còn tại sao không? Sao con quay về phòng trọ? Mệt mà quá lại rồi. Quay về nhà mình. Mệt quá rồi. Thôi ta về nhà ta thôi. Vừa mệt lắm rồi. Mệt và thứ hai nữa là ở Hà Nội thì gần như là con không đi đêm. Từ rất là lâu rồi, từ khi tức là nói chung là không phải là mình sợ bố mẹ hay như đó mà con cảm giác như là sau khi mà mình không về thì bố mẹ rất là lo và mẹ con thì lại có nhiều bệnh. Và khi mà con ở trong Sài Gòn thì cũng có một cái biến cố rất là lớn mà con phải chuyển hết công tác từ trong Sài Gòn để ra Hà Nội là vì là mẹ con bị bệnh. Và mẹ con bị u nang màng não. Từ trước đấy mẹ con đã mổ u ngực 2 lần rồi. U ngực là u lành, sau u ác. Và tức là từ mẹ con lại bị bệnh suy nghĩ nhiều nữa. Chính vì thế mà cái chuyện mà đi chơi thứ con là luôn luôn là về trước 12 giờ. Đúng rồi, có giới hạn. Rồi là đến khi mà cái chuyện là mẹ con bị u nang màng não nữa thì con quyết định là ở nhà luôn. Mình phải chuyển công tác. Chuyển qua. Không thể nào mà làm việc xa nhà nữa. Tất cả là vì lo cho mẹ. Dạ. Và cũng là muốn là một cái sự sẻ chia động viên với mẹ. Dạ, đúng không? Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Dạ. Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều, thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở. Mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Thế là mẹ vui không? Lúc mà mẹ gặp con đưa Quỳnh về mẹ vui đúng không? Dạ. Xinh xắn quá cơ. Nhưng mà không, nhưng mà thực ra là Tuấn nó rất là nghiêm túc á, trong cái việc mà đi làm cũng giống như là trong các mối quan hệ trong anh chị em trong đoàn. Tại vì suốt 2 năm ròng rã với tụi nó mà. Ở trên đứa nào như nào là cô biết hết. Đấy. Thế thì coi như là về thì mẹ cũng vui. Thế rồi bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau 1 năm ạ. 1 năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố mà. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái, cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi là vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ. Là nhận nhau đúng không? Dạ.
Sao vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi to lắm cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn, thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được một năm. Thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn? Cũng có, tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi, tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia thì ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài ạ. Thì cũng thả một thời gian cũng đâu đó khoảng tầm. Ủa, nghĩa là đi về rồi là phát hiện là có em bé hay sao? Không, tức là chú không hiểu à? Ôi rồi anh phải nói như vậy để cho khán giả còn phải hiểu. Tức là trước khi cãi nhau, cãi nhau rồi. Và đấy thì lại không được rồi là dẫn đến cãi nhau các thứ, là lúc đấy nhiều thứ nó vấn đề quá và vợ em thì áp lực và muốn là không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui ạ. Nó dồn nén nhau cả 3 ngày nó không hoạt động gì. Thế thì đứa nào cũng sẵn sàng hết, tức là không. Nó cãi nhau đến cao điểm xong nó phải làm hòa. Không, nhưng mà bây giờ không thế nào. Dạ bây giờ chị vừa nói làm hòa đó thì em muốn hỏi nè. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy phải chủ động làm hòa rồi, đúng không? Vâng. Chứ Quỳnh nó quay về nó lấy đồ chứ không thể nào mà nó đồng ý liền. Thì đúng nên là bạn này phải có một cái thành ý. Và cái thành ý làm hòa của anh ấy là như thế nào? Quỳnh. Anh tự kể đi. Lúc đấy là em còn quỳ xuống. Quỳ xuống em xin lỗi. Đâu em nói sao đâu. Lúc đấy là em thực sự là em bảo lúc đấy em còn nhớ là em chỉ là em nhớ mang máng á. Và anh xin lỗi bởi vì anh biết là mình đã sai. Và cái việc mà xảy ra thực sự thì rõ ràng thực sự thì anh không có ý gì cả. Nhưng mà rõ ràng là anh đã sai rồi. Và anh mong là em bỏ qua cho anh. Bởi vì thực sự thì chúng mình đã muốn đến với nhau, tức là không chỉ gắn kết ở cái tình cảm đôi lứa mà chúng mình còn muốn tiến tới hôn nhân. Thì em cho anh đây là lần cuối cùng xin lỗi và thà thiết chân thành quá, sau đó đóng cửa tức luôn. Khổ thân thằng Tuấn, tức là hôm ấy là nó bấm like thôi nhưng mà cái tay nó to quá nên nó đè sang cái chỗ cái tim chứ không có phải chủ đích là bấm tim. Hay thả tim lắm cô ạ. Bây giờ là cái tài khoản nó chắc là bị xóa luôn rồi đúng không? Chắc bị chặn rồi. Chặn rất nhiều rồi. Chặn luôn quá đi. Chắc khi là lúc mà có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn, đúng không? Dạ vâng. Tức là đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con, là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất là nhiều giai đoạn, rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu cũng yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Lúc đó mấy tháng rồi? Dạ bây giờ em lúc bút thử hai vạch á. À lúc đấy là mới đó. Mới tầm mới có 4 tuần. Không, nhưng mà cả hai gia đình đều vui mà, đúng không? Dạ vâng. Vui. Là cưới liền. Đấy. Dạ vâng, cưới liền luôn, là nắm hỏi rồi sau đó là cưới liền luôn. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Dạ từ khi mà
từ khi mà con em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi, thì em quyết định là không đi phim nữa luôn, ở nhà lo tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi, và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên không làm phim mà chỉ ở nhà chăm vợ con. Ồ, thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó, thì thực sự đấy lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống, thì cũng rất là khó khăn. Mình con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này, rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có, rồi quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ ít đi, và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo, rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không, không, hay là con là KOL luôn, là quảng cáo sản phẩm rồi đi đâu đấy. Đi chị gì ta hiểu không? Tự nhiên đụng cái một ông diễn viên, coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào, mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Trời hay quá. Và sao lại trời vậy lại hay rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu 5-6 tháng là bắt đầu vô hợp đồng có em bé nữa đó. Tả giấy, tả viết rồi em bé con á. Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng nữa rồi nhá, hợp đồng tả giấy này, sữa bột này. Tới là cả nhà luôn nữa. Đúng rồi. Cả nhà nữa nhá. Rồi bây giờ là đã nhận phim lại chưa? Chắc là đến sang năm ạ. Con như cho cháu đầy năm đi. Dạ vâng. Đấy, cho con được đầy năm đi. Nếu nhiều khi có thêm đứa nữa thì sao? nó vẫn thích có một đứa con gái. Con gái á, em rất là thích có một. Nó vẫn thích có một đứa gái. Nếu bây giờ đó, bây giờ thì anh hỏi nè, nếu là có đứa nữa thì sao? Thì tiếp tục nghĩ nữa hả? Chắc không, lúc đấy thì em nghĩ là mình bắt buộc phải đi làm kinh tế rồi. Sắp xếp đúng không? Vâng, bởi vì là mình khi mà mình ở nhà chăm con rồi thì thực sự là kinh tế đi xuống nhiều lắm. Và mình cũng có lúc đã có kinh nghiệm chăm con rồi. Khi mà em chưa chăm con thì em cứ nghĩ là thôi mình cứ đi làm đi, có kinh tế rồi là thuê giúp việc rồi là chắc là bà nội bà ngoại sẽ giúp được. Nhưng mà đến khi thực sự thì khi mà vợ bầu thì mọi suy nghĩ nó cứ dần dần nó vụt tắt, nó cứ mất đi dần, bởi vì là mình muốn thực sự là tay mình chăm. Rồi khi em bé ra đời thì mình thực sự là đến khi mà vợ con mà đôi khi là thay bỉm thay nó lóng ngóng, em con còn cảm thấy nhiều, nhìn nó ngứa mắt thôi, vợ luôn ra để anh làm. Ở nhà bây giờ là con là người thay bỉm nhanh nhất, con là người ru, riêng mình con là ru em bé ngủ được. Ở nhà đôi khi là bà ngoại không ru được. Giúp việc, cô giúp việc cũng mới, cũng không ru được nhưng mà con lại ru em bé ngủ được. Đấy, đây nè. Nó cứ gắn kết thế đấy em ạ. Đấy. Hai đứa là cũng vậy đó. Cũng một tay luôn. Nhưng mà là anh là vừa làm, vừa đi làm vừa ở nhà chăm á. Bây giờ em chắc là sang năm cũng phải như vậy. Nhưng mà cô nghĩ là cứ ông bà mình nói đúng, trời xanh voi xanh cỏ. Nói chung là cứ như thế nào thì mình cứ thuận theo, mình không có ngược lại thôi. Biết đâu được, có chả biết đâu. Nhiều khi ví dụ như là đang tính như này nhưng mà rồi một cái hợp đồng lớn nó đến với con chẳng hạn thì thôi mình cũng phải đúng không? Mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ đúng không con? Chứ để mà mình từ chối hết cái thứ thì đôi khi cũng lại thành ra là mình may mắn thì cũng không phải là đến nhiều. Tuy nhiên mình từ bỏ may mắn. Đúng rồi, cái cơ hội nó tới là mình cứ thế mình phải nắm cơ hội thôi. Ôi, chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Các bạn sở dĩ mà có được một cái kết quả đúng hơn là một thành quả. Như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đúng đó, rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Thế thôi. Nha. Rồi bây giờ rồi, tới đấy, cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu mỗi lần đi nhậu thì cũng tới bến cãi nhau ạ.
mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có không, em hay là ngủ không lèm bèm về nhà ngủ luôn. Và nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy, thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc này con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè hay là đi nhậu với sinh nhật ăn sinh nhật bạn bè bạn bè là đối tác đúng thật cũng... là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Thì... không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Đấy anh hả? Vâng. Ôi trời, cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi hơi. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bất bất. Bất bất xong bây giờ bất luôn. Không, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ rút kinh nghiệm. Kinh nghiệm này cũng phải khác ạ. Rồi còn đặc gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng không ấy người ta. Còn đặc gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn nữa. Hay ngủ muộn cho game. Ngủ nướng thì thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn ạ. Thế là ngày xưa thì cũng hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ, một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra nhậu ít thôi. Lúc không? Vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút con tự. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Ngủ mơ thấy là ghen nhá. Có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Con thì chỉ đôi khi là... tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Nhưng mà đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi, bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đến là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những chuyện cũ đi. Mình đang sống thì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì hay ghen với chuyện cũ. Lỗi sai đúng của à? Anh là anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy, nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim nghĩa là con bỏ luôn ạ. Con cái đấy con bỏ luôn rồi, bây giờ là bỏ hẳn rồi. Còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy, nghĩa con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế, và em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua, hiểu anh đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ ở cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ em bỏ qua tất cả, pass điện thoại gì giao cho bả luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu
là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là như vậy là tôi hay vợ chồng em thế rồi. Vợ chồng em mà không có gần như là không có cái thực ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con này. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Ừ. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi. Đúng rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Đúng rồi. Thế nhá. Cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là như Tuấn á, là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy, thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn á, là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô có hỏi chuyện đó nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế, con vừa xinh này vừa trẻ này vừa giỏi này, nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, cũng không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết mà yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình trước, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá, nhưng mà đó là trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen hết. Yeah. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa quá. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè, đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cô. Không tỏ có tình, tỏ tình là tỏ gì? Không có tỏ tình với cô ấy, đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son, trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Mình đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, với nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau, và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Ôi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui nữa. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc.